Năm nay miền Trung khô hạn, mực nước trong hồ Nhật Nguyệt đã hạ đến mức thấp kỷ lục. Miễn hồ ở khu vực hồ Đại Trúc đã khô cạn, thấy rõ gốc cây khô trắng, đất ở đáy hồ khô nứt, mọc đầy cỏ xanh, biến thành thảo nguyên xanh mơn mởn. Cảnh tượng này đã thu hút rất nhiều người dân đến đây chụp hình, trở thành cảnh đẹp ngày hạn hán rất độc lạ. Đơn vị chủ quán bày tỏ không khuyến khích người dân đến đây chụp hình, nếu khuyên giải không được sẽ nhờ phí sở thủy lợi xử phạt. Có người dân cho biết điều này quá đáng sợ, Cô đặc biệt dẫn con đến xem, để nhân đây dạy con, phải biết tiết kiệm nước, chứ con nít sẽ không tưởng tượng hoặc hiểu vì sao phải làm vậy. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, con sẽ hiểu. Cũng có rất nhiều người trẻ tuổi đến chụp hình check-in sống ảo. Hiếm khi Hồ Nhật Nguyệt lại có cảnh đẹp khác lạ này. Tuy nhiên thì cảnh đẹp này lại do khâu hạn nghiêm trọng mang lại. Lượng nước trong các hồ chứa nước toàn lại Loan đã thấp dưới mức 10%, chủ yếu là tại miền Trung. Theo bà Vương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Kinh tế bày tỏ, Tình hình miền Trung thiếu nước nghiêm trọng, ngoài cầu ông trời mau mau có mưa ra, cũng hy vọng người dân có thể tăng cường tiết kiệm nước, có như vậy mới có hy vọng vượt qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm này.